Những cái người á mà mình á thường phiền não, thường bực bội, thường khó chịu đồ này kia đó, quý vị nhớ là quý vị cứ nhớ Phật, niệm Phật thường xuyên đi. Đi đứng nằm ngồi quý vị cứ thường nhớ Phật, niệm Phật đi. Nên như Đức nói chúng ở trong chùa mình á, nhất là những người trẻ này nè, con đường như Đức đi qua quý vị thấy rõ ràng luôn, đó là kiểm chứng như quý vị luôn. Tại sao mà như Đức thường nói câu nói trời ơi cuộc đời như Đức ngoài đời mà một mình lo không xong quý vị à. Tại sao như Đức cứ nói câu này hoài vậy? Như Đức nói câu này để như Đức đưa Pháp Môn Tịnh Độ lên. Như Đức nói câu này để như Đức đưa Pháp Môn Tịnh Độ lên. Mà thật sự luôn, một mình lo không xong nghe. Như Đức có khi ngồi suy nghĩ, ngày xưa mình ngoài đời gì đâu mà. Thật sự quý vị biết nghe, hồi đó xăng á, hình như một lít chỉ có 50 ngàn. Lít xăng có 50 ngàn hay gì, hay là rẻ lắm, có 20 ngàn à. Hồi đó lít xăng có 20 ngàn à. Mà quý vị biết có khi á, Như Đức đi chiếc xe Honda mà trong túi Như Đức có 5 ngàn à trời. Trên thành phố đi lỡ đổ xăng 5 ngàn, còn nạp cạc điện thoại quý vị. Hồi đó cạc điện thoại là có cái cạc 10 ngàn chứ cái cạc 10 ngàn. Rồi lâu lâu điện thoại hết tiền, mượn tiền á, mượn 10 ngàn trả 10 mấy ngàn. Thấy kinh khủng không? Mà sống thành phố á nghe, mà bước ra ngoài bận đồ cũng ngon lành, nhìn cũng bảnh bao mà trong túi có tiền. Trời ơi, bản thân mình không biết mình nữa thôi, đừng có nói mà lo cho ai mất công. Đừng nói mà lo cho ai đó. Mà cũng xạo xạo. Hồi xưa quen nhỏ bạn gái ở Vĩnh Long, thì hai đứa cũng thương, cũng định cưới, rồi cố gắng hai đứa làm mà để dành tiền, rồi cũng mua được mấy chỉ vàng nhí nhảnh. Là xong cái tự nhiên đùng cái, tự nhiên sao không có tình cảm nữa, rồi chia tay. Nó hỏi có chia không anh, nó khỏi đi cho em luôn. Mà kệ, nghèo mà nghèo, nghèo thì nó nghèo nhiều chứ không? Lấy lỡ kỳ quá. Hiểu không? Mà kệ mồ đi. Nên từ nơi đó mà làm có tiền. Bây giờ muốn vợ cũng không có cưới vợ được, nhờ vậy mới đi tu. Chứ Nhân Đức nói rõ ra là thật sự cái chuyện đi tu là Nhân Đức chưa bao giờ suy nghĩ tới. Cuộc đời Nhân Đức là suy nghĩ nè, tuy là Nhân Đức nghèo, Nhân Đức xấu nghe, nhưng Nhân Đức có cái mộng cao lắm á. Nhân Đức là nghĩ là phải cưới vợ, là vợ phải coi được. Tại cặp mắt Nhân Đức là biết nhìn người đẹp. Nhân Đức là biết nhìn người đẹp lắm á, biết nhìn cái người đẹp lắm á. Nên Nhân Đức nói cưới vợ là không có tệ, vợ phải coi được. Tại Nhân Đức cũng thích ăn diện, đi xấu mà thích ăn diện, không phải là cái kiểu mà quê hay lúa mà không biết ăn diện đâu. Biết nhìn người đẹp, rồi thêm cái nữa là hồi xưa trên thành phố nói cứ vợ là ít gì hộ khẩu thành phố mới cứ. Trời ơi, nghèo, nghèo mà nghĩ gì đó. Thấy chưa? Đó, cứ nghĩ gì không đó. Chứ Nhân Đức đâu có một cái nghĩ đi tu đi gì đâu quý vị. Gì mà nghĩ đi tu? Một thanh niên mà Nhân Đức là tuy nghèo nhưng một thanh niên sống thời đại, có tiền là thích chơi theo cái kiểu người sang trọng. 100% có tính con người Nhân Đức là khi Nhân Đức có tiền là Nhân Đức phải thích chơi theo kiểu người sang trọng. Từ cái ngồi của người sang trọng Nhân Đức cũng học nè, cái ngồi, cái đi của người sang trọng Nhân Đức cũng học nè. Nhân Đức thích làm giống người giàu chứ không có chịu người nghèo. Nên Nhân Đức cứ nghèo mãi. Đây là tôi nói lên để cho nhiều người có cái bệnh giống tôi không. Tôi nói cái xã hội này cũng không thiếu cái người này đâu. Có nhiều người bệnh giống tôi đó. Hiểu không? Nên tôi kể hoài mà. Tôi mà đi về quê một cái là 3 ngày là tôi giống như công tử về làng. Mà bước qua ngày thứ 4 thì tôi như là người tàn tật. 3 ngày thì công tử về làng, mà ngày thứ 4 là công tử tàn tật. Tôi mà có tiền là tôi bước ra là
tóc là chảy mướt rượt. Rồi tôi bận đồ mang dài rồi đi là xạo sự kinh khủng lắm. Nhưng mà tôi mà chỉ cần hết tiền là tôi bận quần đùi tóc tai bùm xùm. Nó vậy đó. Nó mà quý vị khổ lắm quý vị ơi. Mỗi lần mà chuẩn bị hết tiền là nó nằm vào vào. Không biết ai có cái bệnh này không ngoài đời. Chuẩn bị hết tiền là cứ nằm vào. Cứ nằm im gu không nói năng tiếng nào. Hết tiền là không nói năng một tiếng gì hết luôn. Mà vừa mà có tiền một cái là bắt đầu là đi chà dép. Thấy không? Rồi á, cạo râu, hớt tóc. Nghèo nghèo nhưng mà cũng có cái chai gì đó mà xịt ra bọt á. Tóc thì tóc quắn. Tóc thì quắn giận vậy đó. Nhưng mà phái tóc suông theo cái thời cuộc mà mấy ca sĩ mà tóc dài dài mà để bên á, quẹo quẹo xuống á. Đi lỡ cái tiệm tóc. Cũng có nhỏ bạn làm tiệm tóc, cứ lỡ kêu nó kéo hoài. Nó thôi anh trời ơi, tóc anh quắn anh kéo hoài. Nó cũng vậy à. Kéo nó vừa thẳng bữa nay là 3 ngày sau là nó quéo lại nữa. Nên nó thôi anh đừng có kéo cái tóc anh á, là anh cứ chải giận là đẹp nó. Tôi thích tóc thẳng. Cứ kéo đại đi. Trời ơi, bị biết rằng là cứ phái ăn diện mà xấu quắc à. Hô nữa. Nghĩa là xấu đau, xấu đớn vậy đó. Mấy vị thấy không? Nghèo mà cứ mộng giàu. Mộng tới 29 tuổi. Thấy cuộc đời này không giàu nổi. Ôi, thấy thê thảm quá. Thì những đứa mới gặp Phật Pháp. Tự nhiên đứa gặp Phật Pháp, những đứa có cái ý nghĩ gì nè. Thôi, cái cuộc đời này thấy rồi. Ở ngoài đời này thấy mà không lên nổi. Thôi, đã không lên thì cho mày chìm luôn. Những đứa nói thiệt nghe, những đứa đi tu là những đứa nghĩ những đứa chìm mà đó quý vị. Khi những đứa đi tu là những đứa nói rằng ngoài đời những đứa đã không phát triển được, những đứa nghĩ chìm. Thôi, khỏi suy nghĩ nữa, đi tu. Khỏi suy nghĩ nữa, đi tu. Xong thì quý vị biết rằng là khi những đứa đi tu là những đứa đưa lên kế hoạch gì, biết không? Trong chùa không có tiền. Cái quan niệm những đức hồi xưa ở ngoài đời đi tu là trong chùa không có tiền. Và vô chùa là được người ta lo cho 3 buổi cơm rồi sống, cứ lo việc cho tam bảo, không cần suy nghĩ, không cần hơn thua dài hết. Đó là cái quan niệm của những đức đi tu 100% với vị luôn. Thì quý vị biết rằng là khi những đức vô ngôi nhà tam bảo thì hoàn toàn những cái nghĩ đó của những đức hoàn toàn nó thay đổi lên hết, hoàn toàn luôn. Thay đổi lên hết. Rồi thấy đúng là trong ngôi tam bảo cũng có rất nhiều việc mà bản thân của chúng ta phải đối đầu, phải sắp xếp, phải giải quyết quá trời nhiều việc. Nhưng mà cái đặc biệt của nó là sống ý nghĩa. Cái đặc biệt của nó là sống ý nghĩa, quý vị. Quý vị biết rằng á, những cái điều những đức nói đây tuy nó rất là đơn giản, nhưng mà nó dẫn dắt cái người mà ở trong chùa tu thấy ra được cuộc đời của ông thầy này. Cuộc đời của ông thầy này ngày xưa từng ngoài đời mà ông cũng lam lũ, ông cũng vui chơi, ông cũng đủ chuyện, nhưng cuối cùng ông cũng đi tu. Bản thân mình bước ra ngoài làm gì bây giờ? Đó. Cái đó là cái người trẻ tuổi. Một là người không có phương hướng thì lại dẫn người ta có phương hướng. Mà người đã có phương hướng rồi thì họ lại an định. Vì thấy ông thầy này từ khi đi tu tới giờ ông mới sống có ý nghĩa. Thấy không? Là tất cả những người trẻ trong chùa mình nhìn ra việc mình sống chùa ý nghĩa rõ ràng mà. Nó rồi mình có niềm vui nữa. Thật sự mà nói á, giàu sang đẹp cỡ nào thì cái quan trọng của chúng ta là mỗi ngày có niềm vui. Ăn chơi cũng là phải niềm vui, nhậu nhẹt cũng là niềm vui, gái gú cũng là niềm vui, đi du lịch cũng là niềm vui. Mục tiêu là niềm vui. Nhưng những đức nói 100% với vị, vì tất cả những thứ đó những đức đã từng hưởng qua rồi. Những việc đó những đức đều hưởng qua hết rồi. 100% với vị luôn, niềm vui đó không bằng tu hành.
Niềm vui đó không bằng tu hành. Nếu như mà quý vị mà tu hành mà quý vị làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, rồi ngồi mỗi ngày quý vị sống mà nghĩ thiện nghĩ tốt, quý vị rất là vui từ nội tâm luôn. Và có người quý vị thường cười nhiều lắm, thường cười nhiều lắm, mà quý vị nhớ nghe, mình xấu cỡ nào xấu nghe quý vị, mà quý vị mà cười nhiều có nghe là quý vị sẽ đổi tướng liền. Quý vị coi những đức với ngày xưa, trời ơi nó khác, đừng có nói khác dữ lắm luôn rồi đó. Nói thiệt quý vị nghe đó. Ừ, nó ôi ơi, hồi đó mà những đức mới xuống đây nè, và bây giờ quý vị cọ hai tấm hình lại đi, quý vị thấy à, nó khác không tưởng tượng được luôn. Nó màu đó như đức không có cười nhiều như bây giờ là càng ngày như đức càng cười nhiều rồi đó. Mà quý vị biết những đức đã hô mà mỏ nhọn, mà nếu mà không cười nữa thì quý vị biết nó hô cỡ nào chưa. Ví dụ như người ta hôm ấm mớm thì cỡ nào đi chăng nữa, người ta không cười thì cỡ nào cái miệng người ta cũng còn những đức đã hô mà nó mà không cười là nó bị kỳ, nghĩ đi. Nên tôi nói, tôi khuyến cáo tất cả những người hô trên cái quả địa cầu này, nếu như quý vị muốn đỡ hô, chỉ có một cách đặc sắc nhất lợi mình lợi người, đó là thường cười. Người xưa nói một câu rất hay quý vị, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Những đức nói rằng quý vị gặp được một hoàn cảnh mà lo cho mình hết không cần lo, đặc biệt lắm. Những đức nói rằng có những người mà giàu thiệt giàu, kinh doanh sự nghiệp rồi công ty lớn đồ thí nghiệp, lâu lâu giả trang một con người bình thường đi vô đây ở nửa tháng, tháng 10 ngày vậy đó, đừng có suy nghĩ cái chuyện gì công ty, trong 10 ngày sau quý vị về quý vị làm việc đi rồi quý vị sẽ thấy. Những đức nói á, những đức bây giờ làm việc nghe, những đức nói thiệt cho quý vị biết á, nếu mà bị bỏ ra mà 10 người 20 người á mà cùng làm, những đức cũng chịu thua bó tay. Công việc những đức nó nhiều đến mức gì đó, có nghĩa là đa dạng đủ thứ chuyện, những đức phải nghĩ tới và tính tới. Mà mỗi ngày những đức còn chia sẻ hai bài Phật pháp, mà quý vị nhớ nè, hai bài Phật pháp mà những đức chia sẻ đó đó nghe, là hai bài Phật pháp mà tích lũy nguồn năng lượng trao cho người ta đó, hai bài Phật pháp đó, đó. Chứ không phải là quý vị chia sẻ Phật pháp mà đi hút năng lượng người ta đâu, tầm bậy. Quý vị chia sẻ mà hút năng lượng người ta, đố mà người ta nghe, mà người ta thích nghe mình giảng là gì, người ta tiếp nhận được nguồn năng lượng, tiếp nhận được nguồn năng lượng á. Đó, nên á, mỗi một con người mình á, mà thường vui là cái nguồn gốc là ngay niệm Phật. Nên làm việc gì thì làm niệm Phật đi. Dù như sơn nhà hay làm bất cứ việc gì, tập niệm Phật đi. Bởi vì sẽ thấy lạ lắm, vì trong câu Phật hiệu nó có diệu pháp âm. Tại sao như Đức nói chỗ này hoài 100% quý vị là như vậy đó. Ở nhà ở ngoài đời đủ nghe, dặn chồng dặn vợ dặn con gì đó, sợ không ra, lên lễ Phật thờ đi rồi vì sẽ biết. Lên lễ Phật một thờ niệm, háo hức chân thật niệm, quên trời quên đất, quên nhà quên cửa, niệm trong vòng 45 phút lễ Phật rồi vị thấy. Xong rồi là buông ra, tự nhiên trong cái lúc lễ Phật niệm Phật đó nè, tự nhiên không biết trong đầu mình nó lại sanh ra cái tâm mà nó cỡ mở cho nó ra. Thì tự nhiên quý vị vừa lễ Phật xong hoàn toàn cỡ mở ra luôn. Nên những đức đã từng thí nghiệm chỗ này, nên câu Phật hiệu như đức nói đặc biệt lắm. Còn quý vị biết lễ Bồ Tát Quán Thế Âm á, quý vị mà bệnh đau chút đỉnh, buồn buồn chút đỉnh, mà những đức nói quý vị lễ chừng 1500 lại thôi, là trong nội tâm quý vị nó xóa sổ những cái buồn phiền luôn. Người ta có những người quý vị biết, người ta bị ấm ức nội tâm á, ta mày nặng nề những việc mà không nói ra được. Người ta đi vô trong một cái đồi núi nào người ta la, cái đó đâu có kết quả nhiều. Không có kết quả nhiều nhưng gọi là có kết quả, nhưng mà không có kết quả nhiều. Nên những đức khuyên tất cả những người mà trong tâm trạng nặng nề, dịp này lễ Quan Âm Bồ Tát nè, 19, 20, 21 này là ở đây tha hồ mà la. Hiểu không? La được cho phép, la được khen, hiểu không? La mà được Phật Bồ Tát khen mình là người tinh tấn.
Cứ là những đức sướng câu, còn câu sao quý vị? Quan Thế Âm Bồ Tát. Quý vị coi, 1.500 lại thôi là cái tâm quý vị là nó nhẹ sờn rồi, chứ đừng có nói chi 3.000 lại. Nên những đức nói 3.000 lại mà lại xong đó, những đức nói á, quý vị đi ở dưới đất, nhớ nè, quý vị đi ở dưới đất nhưng tâm quý vị nó đang bay trên trời, rồi quý vị sẽ cười suốt luôn. Vì lại xong 3.000 lại đi, bây giờ ai mà không tin thử lại 3.000 lại xong rồi biết. Hả? Nè, vì thử lại xong 3.000 lại đi rồi vì sẽ biết. Rồi vì lễ xong 3.000 lại đi rồi vì sẽ thấy quý vị khỏi cần ăn cơm cũng no. Rồi cái miệng cứ cười cười suốt luôn. Rồi chân cẳng thì nhẹ sơn, nhức mỏi đau lưng sạch nhét. Đó. Giờ trước ngôi Tam Bảo 100% quý vị chăng thật lại đi, quý vị sẽ thấy. Lại xong 3.000 lại quý vị sẽ thấy quý vị. Con người quý vị nhẹ sơn luôn. Và tất cả quán thân trái chủ mà bám trong cơ thể quý vị buông ra luôn. Trời ơi, 3.000 lại mà quý vị biết á, cái hạnh đại từ đại bi á, hỷ xả của Bồ Tát Quán Thế Âm á, quý vị biết cái tâm trạng bị nó an lạc, nó vui cỡ nào chưa? Nhưng đức đã từng lại 2.000 lại nè. Những đức vui không tưởng tượng được, mà vui một tuần lễ mà tiếng niệm Quan Âm, tánh nghe Quan Âm là thường trong một tuần, nghe lại thường xuyên là 2.000 thôi đó. Đừng có nói bữa nay mà 3.000, không đơn giản chút nào đâu. Đó. Nên các người nam mà ở giá không có con nào chịu ưng, lỡ lại 3.000 lại đi là tự nhiên có công chúa đến tìm, hiểu không? Công chúa ngon lành đến tìm nghe, hiểu không? Cô nào mà 30+ tuổi rồi mà không có thằng nào ngó, đến lại đi, 3.000 lại xong là có thằng ngó. Nhớ nghe, không phải đơn giản. Cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm mới bị tụng trong kinh Phổ Môn đi rồi bị thấy. Cái hạnh nguyện Quán Âm Bồ Tát là ở trong kinh Phổ Môn mới nêu rõ ràng hết luôn. Đó. Nên hữu cầu là tắc ứng à. Nên chân thật nhiệt tình, nghe nói đây là nhiệt tình đó nghe, hết lòng hết dạ đến lễ lại Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày nghe pháp rồi. Rồi niệm Phật lễ Quan Âm đùng, miêm mặt chân thật nhiệt tình. Rồi vì sẽ thấy cái cảm giác đó. Cái cảm giác này là thôi tuyệt vời, nó đặc sắc dữ lắm. Còn những người mà thường trụ ở bên hộ pháp không qua bệnh, cứ bên đây lại mỗi buổi tối, rồi người ta mà lại ở bên kia buổi sáng, mình đây mình tu bình thường, cứ mang một cái tâm tì hì, tì hí, tì hí, tì hỉ chứ, thấy không? Cứ tì hỉ đi là quý vị cũng được cái nhân duyên vậy luôn. Đó là những người thường trụ á nghe. Còn những người mà cộng tu mà sợ 1.500 lại bớt đi á, còn lại 1.500 lại mà có cái tâm đó thì nó lại không có đặc sắc. Tại những người cộng tu có thể được đi qua bên kia, để lại mà không đi là quý vị gán chịu. Hiểu không? Này nói rất rõ ràng. Tại vì cái pháp hội này là pháp hội thù thắng quý vị. Mà những đức tổ chức 3.000 lại một lần này thôi, mãi mãi về sau những đức sẽ không bao giờ tổ chức 3.000 lại nữa đâu. Tại vì tổ chức 3.000 lại cực kỳ khó, không phải dễ đâu. Nên những đức chỉ tổ chức một lần này thôi, đừng có Phật tử nào đòi thêm nữa hết chân á. Nhớ kỹ. Về sau thí dụ như 3 ngày 1.500 lại hoặc là 2.000 lại đổ lại là được, tuyệt đối không bao giờ lên 3.000 lại nữa, chỉ có một lần này thôi. Cho nên tất cả những quý Phật tử khắp nơi nơi, đây là cơ hội của cuộc đời mình mà thí nghiệm sức khỏe luôn, thí nghiệm năng lực luôn,
Những cô chưa từng lễ Phật thí nghiệm một lần này luôn, thử coi sao nghe ông thầy này giới thiệu mê quá. Lỡ lại, lại tớ tấp luôn. Nhưng nhớ lại Quan Âm Bồ Tát nghe, nó lại qua mấy công đoạn mệt. Cái vị lại Quan Âm giống như vị đi trên cuộc đời này vậy đó. Cái vị tự mà ngồi suy nghĩ, cái vị thấy y rang luôn. Lại Bồ Tát Quán Thế Âm lúc 100 mấy chục lại, quý vị đã thấy mỏi mệt rồi. Bắt đầu nó lên khoảng 200 mấy chục lại là bắt đầu nó cực kỳ mỏi mệt luôn. Nó đi tới 300 mấy chục lại rồi, quý vị tò, quý vị mà không kiên nhẫn là bước ra ngoài liền. Cái tâm nó kêu đi ra đi, đi ra đi, ghê không? Mà mình lúc đó vừa cái tâm nó kêu gì mình nói: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con, cho con lại hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm ơi. Quý vị niệm Quan Âm, quý vị nguyện đi là tức khắc quý vị lại được liền. Mà quý vị vượt qua một phát thôi là quý vị lại tớ tầm khoảng 430 lại là quý vị đuối thêm một chập nữa. 430 lại là đuối nữa. Khoảng 460 lại là quý vị trong lòng quý vị lúc đó là thôi hừng hực. À, thì quý vị biết rằng trong 500 lại Bồ Tát Quán Thế Âm nó qua bao nhiêu lần đoạn đường mà khi lên xuống. Quý vị phải kiên nhẫn vượt qua. Thì quý vị sẽ lại đầy đủ đàng hoàng đặc biệt luôn. Nên nghe như vậy rồi mình mới kiên nhẫn được. Chứ tại sao có những nơi mà người ta lễ Quan Âm á quý vị, là 500 lại một ngày người ta lễ 2-3 lần. Còn mình mà một ngày lễ 1000 lại mà không có người hướng dẫn thì sao người ta lễ được? Nên Phật tử khắp nơi nơi yên tâm, dù chưa từng lễ Phật Bồ Tát, nhưng vị cứ chân thật mà tin đi. Vì lễ đi rồi vị sẽ thấy. Cái hạnh nguyện Quan Âm Bồ Tát mà không có để cho vị xỉu đó, đừng có sợ. Yên tâm, cái bà già 80 tuổi bà chưa từng lễ Phật, bà nói con lỡ mà con lễ được 500 lại là con mừng dữ lắm. Vậy mà bà lễ được 2000 lại. Kinh chưa? Đó. Nên á, mỗi một con người mình tu hành, quý vị, cái tâm quyết mình nó cực kỳ mạnh. Mà lễ Quan Âm xong rồi quý vị ơi, nửa tháng, một tháng vẫn là không biết làm sao đó, nó vui gì đâu mà nó vui lạ, vui kỳ. Vui lắm. À, nhận đức thì đã vui sẵn rồi mà nó còn vui thêm nữa. Để biết á, thì cái việc niệm Phật niệm Bồ Tát này hay, thì biết rằng cái danh từ Phật là giác ngộ, cái danh từ Bồ Tát là giác ngộ. Mà con người mình mê hoặc điên đảo thì nó mới buồn khổ. Chứ nó mà thường giác ngộ thì sao mà khổ. Thí dụ như giờ mình ở trong chùa này các cô, mình thấy mình sống mình vui ghê. Tại vì mình lo cho người ta rồi người ta thương mình. Như hôm qua có đâu cái cô nào ở Đồng Nai, cô gửi xuống 100 mấy chai sữa gì? Sữa ống thọ, không phải sữa ống thọ. Sữa tắm của mình nó lộn. 100 mấy chục chai sữa tắm cho mấy cô. Thấy không? Mà kệ đi, ta cho gì xài cái nấy. Thấy không? Cho xài chơi vậy thôi. Không có thôi, có xài chơi vậy đó. Thấy không? Kệ mấy bà vô đây, mấy bà cũng phục vụ chúng sanh. Lâu lâu Phật tử thấy có sữa sồ vậy đó, hay thấy cái gì đó mà đồ của phụ nữ mà tóc ten đồ đẹp đẹp được, kệ gỡ cho mấy cô, cũng cùng là phận gái như nhau. Mình thì ngoài đời mình đi mua quần này áo nọ ở ngoài chợ búa quá trời, còn các cô thì vô chùa tu mỗi ngày quanh năm suốt tháng ở trong chùa không, hiểu không? Nó phục vụ đại chúng trong chùa, thấy cái gì mà đẹp đẹp với con gái thì ngộ lắm, gặp gì cũng thích. Ngộ lắm. Nên những đức mà lo cho giết, những đức cũng hiểu tính. Nên đi đâu mà thấy cái gì đẹp đẹp là mua đem về là vui lắm. Nên các ông đàn ông cũng nên có cái tính đó đối với gia đình. Người đàn ông mà vậy là gia đình hạnh phúc, đặc biệt lắm. Đi đâu mình là đàn ông mà đi đâu gặp cái gì ngon ngon cũng mua đem về cho gia đình rồi vậy đó nghe. Chút chút vậy đó, nhưng mà nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Nên chùa của mình tuy ở trong chùa
Nhưng mà thí dụ như mỗi năm như những ngày gì ngày ngày phụ nữ gì đó, nó những đức đều tổ chức chương trình chứ nha, cho tổ chức cho cả chùa rồi gặp riêng nhớ mấy cô đồ nữa nghe đó, rồi ngày gì là những đức kêu chú Tâm Nhiên ông ghi ra, ông báo những đức cái ngày đó là ngày gì để cho những đức giảng cũng nói vài câu, rồi bản thân của mình cũng là lo cho chúng, tại đây nữ nhiều quá. Mà những đức nói vị biết nữ là nữ à, già trẻ gì cũng có tính tình giống giống nhau không quý vị à, nên cái gì mà tặng lo là vui à. Nên chùa mình nó đúng ra ai cũng thích ăn cơm chứ, mà tại sao mà một tuần lễ những đức kêu nấu cái này nấu cái kia thay đổi gì à? Đó là sự quan tâm, hiểu không? Đó là sự quan tâm đó quý vị. Sự quan tâm giữa con người với con người với nhau quan trọng. Nên hồi trưa những đức sắp sửa chia sẻ Phật pháp, có một cô đó cô nhắn một cái tin nhắn, cô nói dạ thưa thầy con khổ quá. Hồi đó khi mà con biết chồng của con ổng có vợ bé thì con im gu con không nói, con nghĩ rằng thôi để im im, từ từ ông suy nghĩ lại, để cho mà trong gia đình vẫn còn chồng rồi con mình nó vẫn có cha nó bên cạnh này kia, con không có nói cho thầy. Rồi xong á, qua một năm sau bắt đầu nó càng ngày nó càng nặng, cuối cùng ông quay ngược lại ông nói con lấy thằng khác, cuối cùng cái ông muốn lật đổ con luôn, bây giờ con không còn một cái gì nữa chứ, bị đuổi ra khỏi nhà luôn rồi, con khổ quá thầy ơi, bây giờ con phải làm sao? Những đức nói lúc sung sướng chớ hề kêu tôi. Thấy không? Mà lúc khổ đau là tôi thấy lôi tôi ra chịu đạn. À, những đức nói thiệt quý vị chứ, chùa một năm giờ nào là mang bầu tìm nè, rồi đẻ không được tìm nè, rồi đẻ được rồi mà không có tiền mua sữa uống cũng tìm nè. Thấy không? Không nghĩ là thầy chùa làm nhiều việc bao đồng ghê. Rõ ràng không? Nên như đức muốn khuyên quý vị, mình sống ngoài đời vợ chồng cái gì mà xích mích chút xíu giải quyết liền đi, đừng có để lâu nghe. Có những cái việc nhỏ mà để lâu thành việc lớn á. Cái gì xích mích một chút giải quyết liền, đừng có dị tình mà sau này xảy ra những vấn đề lớn, phải cởi mở liền. Nên chùa mình á, tuần nào chủ nhật á, mấy cô Phật tử bà vô chùa là bà ngồi ở đây là bà được cỡ mở. Từng nào mấy bà cũng vô đi cỡ chứ. À, đó, rõ ràng mà mấy cô mà vô chùa ngày chủ nhật cộng tu bà ngồi đây nè, bà nói nè, rõ ràng từng nào cũng vô cỡ. Mà vừa bước ra khỏi cổng chùa là bận lại. Ý nói là gì? Nghe pháp thì vui vẻ cởi mở, mà vừa về tới nhà qua ra khỏi công chùa cái tự nhiên sân si nổi lên lại. Bởi vì thấy không? Nếu như không phải tu pháp môn tịnh độ này mà thường xuyên đi đứng ngồi niệm Phật nghe, thì quý vị biết cái phiền não này của chúng ta rồi thôi, cái người chúng ta giống như gai nó mọc từ đầu tới chân đầy gai. Gai mọc đầy. Nó nên chùa mình mà nhiều người cười gì là do gì? Gai nó lặn bớt. Ồ, gai nó lặn bớt đó quý vị ư? Không mà lâu lâu la vậy nó cũng hứng đó quý vị, hiểu không? Chứ để im im mấy bà buồn ngủ. Ừ, nên từ lâu lâu mình cũng la la lên cái nó làm sôi động. Ừ, chứ nếu không mà nó ngồi á, trời ơi, ngộ lắm. Coi phim đồ nó không ngủ nghe. À, có khi đứng coi chữ lộn mà đứng tiếng mấy đồng hồ coi chữ lộn. Cái bà kia bà nói thầy giảng y rang, thầy biết á, con mà gặp ai mà chữ lộn là con đứng bên hàng rào bên đây con nhìn qua nhà bên kia mà con coi gần 2 tiếng. Chồng của con nó nói dùng cái thứ nhiều chuyện nhiều điều, người ta chữ lộn mà mày đứng mày coi cái gì mà từ hồi sớm tới giờ mày không nấu cơm.
Thầy biết con coi chữ lộn gần 2 tiếng không buồn ngủ. Vậy mà con nghe pháp nửa tiếng là nó ngáp. Vì thấy không, cái nghiệp chướng nặng nề chưa? Nó nên nó lâu lâu mà nghe pháp cũng mà ô một cái lên để chi, để cho nó đừng có buồn ngủ. Tại cái nghiệp chướng mà nó kỳ cục lắm mấy vị ư. Thấy chưa? Nó nên á, cái câu Phật hiệu này phải thường nhớ niệm nghe. Kệ, bây giờ mình có duyên mình gặp nhau vậy thì mình cứ quy niệm Phật đi. Nó mình cứ quy niệm Phật đi, mình sanh cực lạc đi. Những đức nói nguyên một cái vàng mình ngồi đây, hay Phật tử đang coi trực tiếp nè. Bây giờ mình quyết chí mình vì cực lạc. Trời ơi, mình mà vì cực lạc mình gặp nhau mình mừng cỡ nào. Thấy không? Tuy mình về cực lạc mình được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nó không còn cái thân này. Nhưng mà mình vừa về cực lạc mình gặp nhau cái là mình vừa gặp cái là mình kêu nhau liền. Nè, thí dụ như giờ cô Liên Minh cô niệm Phật về cực lạc đi. Những đức ở trên cực lạc gặp cô, những đức nói: "Liên Minh! Về nào ấy?" À, Liên Nhẫn về nào, Liên Nhẫn? Ô Liên Diệu về nào hả? Dạ mới về. Thầy về lâu rồi hả? Lâu rồi. Về lâu rồi. Đúng không? Mấy lần tôi cũng xuống dưới đó. Xuống dưới tôi hỗ trợ đạo tràng ở dưới mấy lần á. Tại vì mấy bà lúc đó còn phàm phu quá không biết tôi thôi. Mà tôi cũng không có bật mí, bật mí thì không có đúng quy tắc. Nà, hôm nay gặp mấy bà về mừng quá. Lúc đó mấy bà nói: "Thầy, bữa nay trượng phu rồi." Hiểu đâu? Nay trượng phu rồi đâu còn mấy bà nữa đâu. Hiểu không? Nên trong 48 lời nguyện có một lời nguyện mà Đức Phật A Di Đà ngài kêu người nữ nhàm chán thân nữ đi. Nhàm chán cái thân nữ đi nghe. Có nhiều người nói tào thân nữ người ta gì mà nhàm chán. Đẹp quá trời luôn mà chán. Người nữ người ta có nhiều cái đẹp tới ghê mà kêu người ta chán. Không biết Phật A Di Đà nghĩ sao, ngộ ghê. Quý vị ô, quý vị nhớ nè, Phật A Di Đà kêu quý vị nhàm chán thân nữ. Cái trí tuệ Phật A Di Đà ngày nhìn á, tặng xương tỷ mình luôn à. Mình đừng có nghĩ rằng cái thân nữ mình nó đẹp. Đẹp ít nhưng mà xấu nhiều à. Mà đẹp được bao lâu? Đẹp được bao lâu? Trời ơi, ta nuôi bà già ở đây người ta thấy hết trơn. Thấy hết trơn, thấy đẹp bao lâu? Nè, cô Trơn cô tắm mấy bà già nè, cô thấy rõ ràng mấy bà già thì cô nhìn cô biết liền. Nè, nhìn mấy bà già rồi nhìn cô, cô thấy mấy bà già ốm chưa? Ôi ôi, không, nhìn cái thôi chân cẳng rung bảy bảy. Khi mà già rồi bị ơi tiêu hết à, kỳ lắm. À, mấy bà cụ kìa, mấy cô tắm những đức vô quan sát để mà mình nhìn ra được đời người quý vị ơi. Ừ. Nhớ ngày nào bận đồ cũng u nặng tùm lum. Mà bữa nay mà trời ơi, dở chân lên tắm một cái là da bọc xương. Còn hai cái ống quặng. Trời, nó chảy còn hơn là con khỉ khô nữa. Mấy câu tắm đó, phải không? Nhìn thấy ghê chưa? Nó nên người nữ đẹp được bao lâu? Rồi thêm cái nó chịu mấy chục năm cuộc đời cứ mỗi tháng là khổ cực, sung sướng gì đâu. Hiểu không? Mấy bà còn không cố gắng gì cực lạc đó mà muốn đi đâu. Hiểu không? Rồi làm vợ người ta mang bầu nặng nề, mấy bà mang bầu sướng không? Sướng không? Liên Minh, Liên Minh nó từng mang bầu mà. Sướng không? Không, mang bầu sao sướng. Hiểu không? Mà gia đình Liên Minh là cũng có phước đó nghe.
Mẹ sản xuất ra liên minh, liên minh sản xuất ra liên thảo, gia đình tam ca áo trắng tu đây luôn. Nó không, đó là hạnh phúc quá. Nhưng mà từ mẹ mang thai mình và mình mang thai con mình thấy khổ không? Đó, nên Phật có nói là nhàm chán thân nữ. Nên các cô mà gặp những đức, nên các cô mới có mùi xưng tới ngày hôm nay nhiều gì đó. Chứ nếu như mà liên minh mà không vô đây tu á, bây giờ là bà tàn phai hương sắc, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Nó bây giờ mà vô đây tu nay sáng sủa đồ, mặt mày mẹ con đồ được gần bên nhau. Chứ gặp mà tuổi này ở ngoài đời mấy năm về trước tới bây giờ có chừng rước thêm thằng đem gì nữa, nguy hiểm vô cùng. Nghĩ đến mà mô Phật. Hiểu không? Nó nên nó bị vị ô. Mình mà gặp Phật pháp mình thấy vui lắm mấy vị ồ. Nên á, mỗi ngày niệm Phật á là mình có con đường đi về mấy vị ồ. Mỗi ngày niệm Phật mình có cái mộng. Cái mộng mà là tương lai Phật rước mình về cực lạc. Trời, nhớ đến cái việc mà Phật A Di Đà mà ngày cầm đài sen lôi xuống, mà ngài đến ngay trước mặt mình, ngài nói con bước lên đi con. Trời ơi, mình lúc đó nghe vị. Lúc đó mình hát cái bài hát con theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu. Con theo cha Di Đà về quê hương tuyệt vời. Thấy không? Trời ơi. Thế giới cực lạc là quê hương yêu dấu nha quý vị. Thế giới cực lạc là quê hương tuyệt vời nha quý vị. Đó. Bây giờ ở đây mà lỡ mà mình có chịu thiệt gì chút, hay lỡ bị chồng đánh vợ chửi gì con bất hiếu, quý vị cứ nhớ Tây Phương cực lạc là quê hương mình phải về. Tây Phương cực lạc là quê hương tuyệt vời. Nên mình bây giờ chịu đựng hết niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đúng không? Đó. Cảm giác chỗ này nó hạnh phúc lắm quý vị. Ồ. Không? Bây giờ chúng ta đồng lòng là ở đây là ai muốn về cực lạc đưa tay anh coi. Đó. Quá đồng lòng luôn đấy không? Rồi. Quyết chí về cực lạc nghe. Ồ. Không mà cái tâm này nó háo hức lắm quý vị. Đây gọi là cực lạc nhân gian nè. Cực lạc nhân gian nè. Kệ từ đây tới lễ viếng Quan Âm Bồ Tát thì coi tính toán nấu ăn đồ này kia, món này món kia để cho dặn cho mấy cụ đồ dùng để mà về có sức khỏe rồi tới bữa đó lại nè. Tôi lại bên kia nhưng bên đây cũng phải lại nghe chưa. Không mà những đức mà đi qua bên kia ở 3 ngày mấy cô ở đây có buồn mấy cô? Mình sống với nhau nó phải có cái sự thương yêu nhau, hiểu không? Tại vì mình ở cái cõi đời mình phải có điểm nương tựa. Có nhiều người á, do người ta không có điểm nương tựa mà người ta bỏ tu. Nên ở cái cõi đời nó phải gặp một con người mà nó dẫn dắt mình. Và con người đàn ông nó phải có một cái tư tưởng, có cái sự quyết đoán, rồi dẫn dắt mình mà mình tu được. Có nhiều cô đây mình có chồng mà mình theo, có thằng chồng mình khổ te tu. Mình cũng làm muốn chết, làm muốn le lử luôn. Có cái cô kia có nói một câu vậy nè: thầy biết không, con làm việc quá trời làm luôn, mà chồng con nó chê con làm ra tiền. Mà trong khi con làm có tiền con lo cho cả gia đình luôn, mà nó nói con làm không ra tiền. Bởi vì con vô đây con thấy thầy mà lo cho cả chúng mà đầy đủ, mà ai cũng vui vẻ, mập mạp, con nói thiệt chứ con thấy con tức chồng con kia. Nói bà đừng có nghĩ vậy bà ô. Bà nghĩ vậy là bà tức chồng liền. Bà là bà thiếu nợ chồng, nên bà bắt buộc phải nhiệt tình bà lo cho chồng.
Còn tôi là tôi thiếu nợ mấy người này, tôi phải nhiệt tình tôi lo cho mấy người này. Mà nhớ kỹ nghe, nhận đức với vị là có duyên có nợ. Mà duyên nợ của mình là duyên ở đâu, mà nợ ở đâu? Duyên ở Ta Bà mà hướng về cực lạc là nợ ở trên đó. Hiểu không? Cái này mới đặc sắc nè quý vị. Nên mỗi một con người chúng ta, nếu như mình đặt cái duyên cái nợ ở cõi Ta Bà là mình phiền não nặng nề dữ lắm. Có một cái cô gái trẻ trẻ đó, ẵm đứa con ở chùa phải hởm vậy đó. Mà đứa bé cũng ngộ nghe. Cái bữa mà nó mới vô chùa, như Đức nói nè con muốn ở chùa không? Nó làm nè. Ở chùa phải không? Muốn ở chùa không? Nhỏ xíu chưa nói chuyện được. Ý nó nói là muốn. Xong rồi Đức nói vậy nè. Nhớ nghe, con ở chùa con có khóc, khóc sùm mày phiền phức là tao không cho mày ở chùa. Vừa nói xong làm nè, con ngộ tới ghê chợ. Mà con bé này thì nó cũng được, không đến nỗi khó quá đúng không? Nó tí tí ngộ ghê á. Nó thấy nít cũng tội nghiệp. Bữa nào cô Bạch á đi ra chợ á, mua cho nó hai bộ đồ nhỏ bận gì như Đức cho nó. Kệ, mẹ nó có mua đồ cho nó kệ. Nhưng mà nít mà mình gặp nó, mình kết duyên nó hai bộ đồ nít mà. Như mình ở cấp còn nhỏ mà trời, ai cho mà được bộ đồ mình mừng quá trời mừng. Bây giờ mình gặp vậy mình thấy mình thương nít. Thấy không? Mua hai bộ đồ cho bé bạn, người ta nghe vậy chứ người ta biết đó nghe. Ồ, con nít mà nó không biết, mới sợ. Mấy vị đừng có nói là nít mới đẻ mà nó không biết nghe. Cái tâm mấy vị dành cho nó làm sao nó biết hết trơn. Cái đứa bé mà ở Vũng Tàu, cái thằng con trai á, thì biết rằng nó mà gặp Nhân Đức là gì nè, mà nó đâu biết nói chuyện mới mấy tháng à. Nó gặp Nhân Đức cái làm nè, ta vậy đó, hô lên tận ngộ thế ghê. Nhân Đức mà chỉ cần đi ngang nó cái ta làm nè. Nó mặt đó nó cũng giống Nhân Đức nè. Nhân Đức nói với mấy cái bà mà nghe Nhân Đức giảng mỗi ngày á, thấy không? Mấy bà mà nghe Nhân Đức giảng mỗi ngày mà khi mấy bà có bầu á, là mấy bà đẻ ra thế nào mặt cũng giống Nhân Đức. Nghe mỗi ngày hoài quý vị, nó âm hưởng cái bầu thai á. Không, nhưng mà giống Nhân Đức cũng đâu có tệ. Hiểu không? Đó. Nó mà giống như Đức nó lớn lên đi tu còn ngon lành nữa. Hiểu không? Mà xấu mà có duyên là được rồi. Xấu mà có duyên là được rồi đúng không? Mấy vị thấy nhà Đức có xấu không quý vị? Làm bộ hoài. Bây giờ lo cho ăn uống không mà nói xấu đó chắc khỏi lo luôn á. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mấy cô thấy không, bây giờ bồng đứa bé gì cũng khó tu chứ bộ. Nó ngoa, tới ngày bồng nó gì không khó tu nữa. Nó mấy cô nhìn vậy đi, mấy cô thấy mấy cô hạnh phúc. Mấy cô không có dính dáng, phiền phức. Nên nó cố gắng mà lo tu. Còn những người mà có duyên mà vô chùa mà tu được, cố gắng vô chùa tu. Còn những bà mà chồng bỏ chồng chê á, thấy không, đừng có bước thêm bước nữa. Ở vậy đó, mà nuôi con rồi tập tu đi. Rảnh á, vô chùa tu. Rồi Tết nhất á, ẩm con vô đây ăn Tết. Không có buồn đâu. Nó vui lắm chứ không có buồn. Năm nay chắc Tết chùa mình chắc người ta vô Tết đông lắm. Nên những Đức Sơn chánh điện đồ là hết trơn. Để mà Tết năm nay Phật tử khắp nơi nơi bốn phương về đây ăn Tết. Lây quay tới Tết bây giờ quý vị ơi, chuẩn bị mua thèo lèo đi. Lây quay tới bây giờ đây nè. Các vị thấy không, cái tâm mình lúc nào cũng nghĩ gì người ta, không thấy chưa? Nên mình vui là phải rồi. Chưa gì hết trơn rồi giờ nghĩ ai cho người ta ăn Tết rồi. Rủ Phật tử lai rai rồi, thấy chưa? Nó quý vị cứ mang cái tâm vậy đi, bị vui liền à. Nên những Đức nói cái người niệm ai với Đà Phật là tâm lượng lớn. Chắc chắn cái người niệm Phật là tâm lượng lớn, nên trong chùa mình ai tâm lượng cũng lớn. Còn Phật tử mà niệm Phật là tâm lượng lớn à.
Mà tâm lượng mà lớn là không có buồn ai để trong tâm đâu nghe quý vị ư. Nhớ nghe. Đó. Nên cả đời mình niệm Phật á, mình mang cái thân này, mình chân thật mình niệm Phật, chắc chắn quý vị sẽ có cái thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Nhớ nghe. Nó nên ở trong chùa được ngồi ở đây gì đúng là cũng hạnh phúc lắm. Có nhiều người á, người ta nhắn tin, nó nói là ước gì được vô đây một lần. Có rất nhiều người nhắn tin vậy luôn đó quý vị. Không đơn giản đâu, có khi người ta đi không được luôn đó. Có cái bà đó bà nói là chuẩn bị đi hết trơn, đâu vào đó rõ ràng, đặt trách việc nhà gì hết trơn luôn. Bữa sau đi, hồi tối, té một cái ạch, gãy cái chân, không đi được. Bị nói chuyện nó đi chùa giỡn, phước duyên mà nó không đủ là không vô chùa được. Còn cái người mà vô chùa mà ở mà vui là quý vị biết quý vị có phước dày rồi đó. Vì ở chùa mà vui là quý vị biết quý vị có phước dày rồi đó. Còn vô chùa mà ngủ được là cũng được lắm rồi đó chàng. Quý vị vô đây cộng tu ngủ được không quý vị? Ngủ được không? Ai ngủ được đưa tay coi. Ồ vậy là được rồi, cộng tu ngủ được là được rồi. Mấy cô trong chùa mình ngủ được không các cô? Quý vị thấy không? Các cô trong chùa mình ăn ngon các cô? Nói ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là phiền. Vô đây mà ăn được ngủ được số 1 nghe đó. Cứ nắm chắc câu Phật hiệu đi là có niềm vui à. Cả đời đi đứng nằm ngồi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ buổi sáng rảnh tu xong sớm đừng có về nằm ngủ, tu xong sớm đi vòng vòng nghe, vừa đi nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị mà an lạc nghe, quý vị nhìn cái gì cũng đẹp 100% đi luôn. Quý vị nhìn cái cây bông giấy đẹp, quý vị nhìn lên cành cây con chim đẹp, hót hay. Quý vị nhìn bà già đi vòng vòng đẹp, quý vị nhìn quý thầy đẹp, nhìn quý chú đẹp, nhìn lại mình quá đẹp. Quý vị mà vui đi, quý vị nhìn cái gì cũng đẹp. Nhưng quý vị chỉ cần bực bội thôi là quý vị thấy bông giấy, quý vị muốn chặt nó. Vì gặp chim hót, vì lấy cây, vì liền. Vì gặp quý thầy, vì... Tâm mà bực bội rồi là cái cảm giác của mình nhìn cái gì cũng bực bội hết. Nên nhớ nè, khi con người ta mà chuẩn bị giảng pháp hay chuẩn bị mà chia sẻ Phật pháp hay là chương trình gì, đừng bao giờ đem một cái chuyện gì bực dọc đưa cho người ta. Vì cái người mà chia sẻ Phật pháp, lúc người ta chuẩn bị chia sẻ Phật pháp đó, là người ta rất là thích nuôi một tâm trạng như một loài hoa nở đẹp vậy đó. Để người ta lên, người ta đem loài hoa đẹp người ta trao cho người khác. Còn mình á, đem nguyên một trứng hột vịt thúi đến đưa cho người ta, vì có tội nặng lắm nghe chưa. Nên chúng trong chùa phải hiểu, khi những đức chuẩn bị qua giảng pháp chủ nhật hay những ngày giảng pháp, tuyệt đối những chuyện gì mà lạng quạng đừng có đi nói cho những đức nghe. Người ta đem một cành hoa đẹp người ta trao cho người giảng pháp. Như ngày chủ nhật những đức qua giảng pháp, con nít nó đứng xung quanh theo lề đường, nó đứng A Di Đà Phật con chào thầy, A Di Đà Phật con chào thầy. Nó làm cho mình vui thích ghê, mình qua đây mình giảng pháp ầm ầm vậy đó. Còn gặp có nhiều bà báo không hiểu, gặp mình mới nói thầy ơi cuộc đời của con khó quá thầy ơi thầy giải quyết giùm con thầy ơi thầy coi xong luôn, mang một nỗi buồn da diết lên chánh điện. Bước vô một cái là bữa đó vô niệm bổn sư là biết liền, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Phật tử ai cũng rầu rĩ, chắc thầy bữa nay bệnh không. Nên cái này là cái quan trọng lắm nha. Lúc người ta chuẩn bị, người ta ngồi, người ta chơi vui gì, đừng có cái miệng sọt vô nói tầm bậy cho người ta bực bội. Nó cái đó là vô duyên, nghe không. Cái này nghe để ý nè,
Khi người ta đang cười vui vẻ vô cùng, tự nhiên nhảy vô mình nói, vui gì? Nên là mình vô duyên rồi, thấy chưa? Thấy không? Nên từ nơi đó mình làm sao mà giúp cho tăng duyên, tăng phước lên thì đúng. Còn mình làm mà mình phá hoại cái niềm vui người ta là mình tổn duyên, tổn phước đó nghe. Nên cái chỗ mà tu duyên, tu phước nó quan trọng lắm á. Nên con người mà vui vẻ là vì nhìn thấy cái gì cũng vui chứ. Nên những đức mà chuẩn bị qua mà nghe chia sẻ Phật Pháp và hoặc là giảng Pháp đồ đó là tuyệt đối là vui 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 đi, là giảng đặc biệt lắm. Mà gặp mà nói cái này nói cái kia, thầy thầy tiền chùa hết, rồi sự việc đó mua như thế nào, rồi trả tiền ta làm sao, đừng có nói mấy cái điều đó. Đừng có nói. Nói một cái là nó từ bữa đó đi qua đây nó suy nghĩ, nó lên bắt đầu là không còn cảm giác giảng Pháp, là mình làm cho cả hội chúng người ta không được lợi ích. Nó đó cái đó là gọi là bỏ độc vô vô bình nước cam lồ, thấy không? Nguy hiểm lắm nghe. Nên quý vị nghe gì để mà nhận thức, để cả đời của mình dùng câu Phật hiệu, dù trời có sập xuống mình cũng bình an, nhớ kỹ nghe. Đó, những đức thường nhắc vậy, nên 2000 người những đức bình an á, thấy chưa? Những đức có bao giờ mà than thở hết tiền bạc gì đâu. Đó là cái điều mà những đức nói được an tâm là nhờ niệm Phật. Mình gặp pháp môn Tịnh Độ, mình mỗi ngày niệm Phật. Nếu như mình mà không có sự an lạc gì hết thì không thể nào mình nói niệm Phật tốt, niệm Phật được lợi ích, không nói được. Điển hình là những đức thấy đa phần Phật tử khi đi về chùa mình tu tập, phần nhiều ai cũng nói vô chùa mình ta vui nhiều, ta được vui nhiều, ta đều nói là người ta vui nhiều. Là vì sao? Vì cái người ở đây họ thường vui vẻ, có khi họ cũng bực bội nhưng mà họ quên rất là nhanh, họ quên nhanh. Giống như Hòa Thượng Tiên Quá ngài nói một câu, quý vị thấy vì sao mà mỗi ngày tôi thường vui không? Tại tôi thường niệm Phật, thường niệm Phật. Như những đức sống ở trong chùa, những đức thấy quý vị biết á, nếu như mà mỗi ngày những đức mà không niệm Phật rồi không có tâm cầu giải thoát á, sống cùng với phụ nữ đông phiền não lắm, 100% quý vị luôn. Có nhiều người phụ nữ rắc rối lắm, họ giống như nghiệp chướng gì của họ. Nếu như ai mà sống trong một gia đình mà có chừng hai vợ thôi thì vị sẽ thấy cái cảnh ngộ cuộc đời quý vị. Sung sướng thì cũng có đó, nhưng mà khổ đau thì chắc nhiều. Nên những đức nói rằng là chùa mình đa phần là nữ, nam mà le que mấy chục ông nè. Quý vị nhìn xuống nguyên một cái hội chúng, bên đây là ni, bên đây là chúng nữ, nữ không. Quý vị biết rằng là những đức có thể sống cùng với cái lượng người này mà mỗi ngày những đức còn có nụ cười, còn có thể lên ký, thì quý vị biết đây là cái công đức niệm Phật lớn cỡ nào chưa? Nên nhà đức khuyên tất cả các ông đàn ông, mà các ông mà muốn mà gia đình mấy ông hạnh phúc thì cái nguồn gốc là ngay các ông, chắc chắn luôn. Chùa này mà nhiều người phụ nữ này mà đều vui không, là phải có người đàn ông trụ cột đặc biệt, 100% luôn. Tại vì người ta ví người đàn ông là cây cột cái gia đình, mà cây cột cái mà nó còn không vui, nó còn không chắc thì mấy cây cột con sao mà chịu. Nên vậy đó, khuyên tất cả các ông đàn ông nên tập niệm Phật. Vì khi mấy ông niệm Phật đó là chắc chắn với mấy ông luôn, là cái tâm trạng mấy ông vui lắm. Mấy ông biết vì sao mà mình niệm Phật mà mình vui không? Vì mình nghĩ mình không có phải ở cõi ta bà này nữa. Mình nghĩ tương lai mình đi về cực lạc chứ không phải ở cái cõi này.
100% với vị luôn. Tất cả những cái người mà phiền não khổ tâm rồi nặng nề, đố kỵ hơn thua đấu đá là họ đang nghĩ họ ở đây. Nên họ mới mang những cái tâm trạng đó cực kỳ nặng nề, mang tâm trạng đó cực kỳ nặng nề để mà họ ôm chấp giữ gìn. Nên họ, cái tâm mà buồn giận của họ để lâu lắm. Còn cái người mà niệm Phật á, mà thật sự có tâm giảng sanh cực lạc, họ không có bao giờ mà họ buồn lâu. Mà xin thưa quý vị, cái người đó đó, quý vị nói với người ta chừng một hai câu, không cần nói nhiều đâu. Người ta biết người ta nên nói cái gì cần nên nói, cần nên nói. Có khi mà những đức mà sống trong chùa gần, có những cô ngộ lắm. Họ bên cạnh những đức, họ nghĩ rằng chắc những đức khùng quá trợn. Có những chuyện họ theo họ dặn những đức, thầy giảng thì đừng có nói cái đó nghe thầy. Thầy giảng đừng có nói đó nghe thầy. Trong bụng những đức nói, không biết cô nuôi 2000 người hay những đức nuôi 2000 người không biết. Có những chuyện những đức cần nói, những đức nói. Những chuyện những đức không cần nói, những đức không nói. Chứ những đức đâu có dạy hơn cô đâu. Nhưng mà họ làm mình có khi bực mình lắm quý vị. Nên những đức mới nói rằng là gần phụ nữ đông, cái chuột của người phụ nữ nó ghê gớm. Nội mà mỗi tháng mà kinh nguyệt của họ không thì thì vị biết cái quế chuột đó cỡ nào chưa. Mình không phải trách họ, mà đó là cái nghiệp chướng nặng nề. Quý vị tự xem lại thân phận người phụ nữ của mình, thì thấy mình có rất nhiều cái mà mình không thể nào qua đàn ông được. Dù là đàn ông họ tu từ từ đó, nhưng họ chỉ cần lên ga cái là họ qua mặt người phụ nữ cố gắng. Người phụ nữ tuy là cố gắng dữ lắm, nhưng mà người phụ nữ tu thì giống như là quét nhà phía trước mà giải rác phía sau. Quý vị tự xem lại đi, giống hệt như là quét nhà phía trước mà giải rác phía sau. Còn người đàn ông tuy quý vị nhìn ta hô hà vậy đó, nhưng mà cái gì cái miệng người ta bập cái xong. Rồi xong người ta không có muốn nghĩ tới mà nói tới nữa. Nhưng người phụ nữ họ im im mà không dám nói. Nhưng cái nội tâm tạo nghiệp của người phụ nữ họ mạnh hơn người đàn ông. Cái nội tâm tạo nghiệp á, cái sự hiềm khích và cái vẻ mặt bên ngoài ngọt dịu mà sau lưng là dao búa, người phụ nữ họ nặng căng hơn đàn ông. Chỗ này quý vị phải chấp nhận 100% là người phụ nữ họ nặng hơn đàn ông chỗ này. Nên á, mà những đức có thể sống trong cái lượng người gần 2000 người trong 3 điểm chùa, mà số lượng đàn ông cho 500 người không tới, nhưng mà những đức cho vậy đó, không tới 500 người đâu, chưa được 300. Còn nhiều đa phần phụ nữ, đàn bà già, nít, gái trẻ, gái già gì là nhiều lắm. Mà những đức có thể có niềm vui, có nụ cười, mỗi ngày khuyên người ta tu, khuyên người ta niệm Phật, rồi giảng pháp ngày chủ nhật, ngày lễ vui vẻ cho người ta nghe. Không đơn giản, chắc chắn nhờ công đức niệm Phật. Nhờ công đức niệm Phật. Cái công đức niệm Phật quý vị, nó loại bớt đi những cái tâm mà con người mình khi mà nó chắc chứa trong lòng mà phiền não bực bội khó chịu. Cái công đức niệm Phật hay lắm á, cái câu Phật hiệu này không thể nghĩ bàn đâu quý vị à. Nên cái pháp môn tịnh độ này tuy quý vị nghe một câu Phật hiệu đơn giản, nhưng không có đơn giản đâu. Không có đơn giản chút nào hết á, phải nhớ kỹ. Nên người mà khổ đau cùng cực, buồn phiền phiền não gì đi chăng nữa, nhưng phải nhớ kỹ, khi quý vị gặp pháp môn niệm Phật này là quý vị có cơ hội để giải khổ đó. Quý vị biết rằng là, nhất là những người trong chùa mình đó, là những người mà tu loại buồn khổ mau nhất. Quý vị biết vì sao? Vì quý vị không cần lo cái việc cơm ăn áo bận như ngoài đời, như xã hội. Những đức nói với quý vị 100% luôn, cái chuyện lo cơm ăn áo bận nó không đơn giản. Không đơn giản đâu. Nên nó làm cho mình phải đấu đá và phiền não dữ lắm. Và mình sống ở ngoài đời là mình phải là giống như là mình phải phấn đấu. Mà cái phấn đấu thì nó phải có sự đụng chạm. Mà sự đụng chạm thì nó sanh phiền não. Nên cái người ngoài đời tu cực kỳ khó tu. Nếu như mà mỗi ngày mà mình không giảng pháp cho họ nghe là chắc chắn họ bỏ tu. Vì nó lạc quý vị. Tu từ từ lạc. Nên mỗi ngày như thế cứ nhắc niệm Phật đi, niệm Phật đi,
cứ chân thật siêng niệm Phật. Vì chính bản thân nhận đức niệm Phật được lợi ích. Chính bản thân nhận đức niệm Phật được lợi ích. Quý vị biết rằng, ví dụ như là ngày nay chùa mình mà sử dụng tiền mà tính ra, một ngày mà sử dụng gần 300 triệu. Quý vị coi, mà toàn là cái công đức niệm Phật không đó. Không biết ở đâu khắp nơi nơi ta cúng để mà dùng lo cho tam bảo. Riêng bản thân những đức thì chắc cũng ăn được 4 chén cơm. Ý muốn nói với vị nghe là dù vị có cúng dường bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì những đức vẫn ăn cơm vậy thôi. Những đức là người nào là ăn vặt không ăn nè, sữa không uống nè, nước ngọt không uống, miễn cưỡng lắm. Uống miếng nước ngọt cùng với chút, không uống nước ngọt, không uống trà, không có ăn uống cái gì mà vật dụng nảy nọ chứ. Thì quý vị biết rằng là đa phần là những đức ăn cơm, mà những đức dẫn lên ký, rồi vẫn sống vui vẻ. Quý vị biết rằng những đức đi ra ngoài đường chưa từng bao giờ những đức ghé một cái quán nào mua ly nước. Những đức chưa từng bao giờ ghé chỗ nào ngồi chơi. Một năm như một ngày luôn. Từ đây những đức qua tới Đại Tùng Lâm, từ Đại Tùng Lâm những đức trở về đây, rồi từ đây qua Đại Tùng Lâm, từ Đại Tùng Lâm chạy về đây. Có nghĩa là ngày nào những đức cũng đi mấy quận như vậy, và một năm như một ngày luôn, y rang luôn. Nếu mà nói về thế gian, không biết những đức vui cái gì nữa, nhưng mà lạ tai trong tâm những đức rất là vui khi đến với con người. Đây là từ đâu? Chắc chắn là cái gốc là niệm Phật thôi. Cái gốc niệm Phật là chính 100% luôn đó. Nên quý vị cố gắng niệm Phật, lấy cái niềm vui này để cho nhiều người gặp mình mà người ta vui, người ta niệm Phật theo. Và để mình phát nguyện giảng sanh, người ta cũng phát nguyện theo, để cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện này quý vị. Người sống hay người chết chưa hương linh thai nhi, vì nghiệp phá thai, điều phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc, buông tâm hận thù đòi nợ nghe. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện
thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung. Liên hoa con hóa sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vạn sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, chúng ta nên phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo tăng này, chúng ta quyết chí hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Quý vị thẳng chân, quý vị so chân chút.